vào mùa mưa thì không thể tránh khỏi tình trạng ngập nước, đặc biệt tại những thành phố lớn. Vậy làm sao để lái xe an toàn qua những con đường đó? Chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ô tô qua đường ngập nước. Đầu tiên bạn cần biết về chiều cao của gầm xe mình. Nếu độ sâu của nước ngang với tâm bánh xe, với điều kiện đường xá tốt, không ồn gà hoặc không có xe đi ngược chiều, bạn sẽ dễ dàng đi qua. Sở dĩ mực nước đó là an toàn, vì ống hút gió các xe thường ngang với nắp capo, nên với mức nước trên nước vẫn chưa tới được ống hút gió, còn một khi nước đã tràn vào đây, tức là động cơ đã bị ngập nước do ống hút gió hút mạnh nước vào bên trong. Nếu điều kiện giao thông cho phép, lái xe nên đi ở giữa tâm đường bởi đây luôn là vị trí cao nhất của mặt đường, điều này sẽ giúp giảm mực nước và giảm nguy cơ cho chiếc xe của bạn. Trước khi đi vào đoạn đường ngập, hãy tắt điều hòa và hạ cửa kính ô tô xuống. Bật điều hòa khi lái xe qua vùng nước ngập có thể làm chết động cơ bởi khi quạt quay, sẽ có thể hút nước vào trong động cơ. Hãy nhớ đi đúng đường mà bạn đã dự kiến cho xe qua, và quan sát xem liệu có chướng ngại vật gì khiến bạn phải dừng lại khi đang lội nước không, như đèn đỏ, người đi xe máy, xe đạp, người lội nước, xe khác chết máy thì hãy đợi. Khi lái xe đi qua khu vực ngập, nên giữ đều ga và chọn số thấp. Nếu là số sẵn bạn nên đi số 1 và 2. Còn đối với xe số tự động hoặc bán tự động thì nên chuyển về số, hoặc chuyển về chế độ số tay rồi đi ở số 1 và 2. Giữ tốc độ ổn định. Chân không được rời chân ga. Động cơ đang giảm tốc có thể hút nước vào trong thông qua ống xả và làm hư hại bộ chuyển đổi xúc tác khí thải. Lưu ý, tuyệt đối không rồ ga phóng qua đường ngập, bởi nguy cơ nước có thể bị áp lực đẩy tràn lên nắp capo và tràn vào cổ hút gió của động cơ gây hiện tượng thủy kích. Sau khi vượt qua đoạn đường ngập lụt, cần vừa đi vừa giảm phanh để nước trong phanh ra khỏi đĩa phanh, để tránh hiện tượng bó phanh sau khi để qua đêm. Hãy tiếp tục di chuyển khoảng 5 đến 10 phút nữa hoặc để xe nổ máy. Đừng tắt động cơ ngay sau khi lội nước để nước trong xe thoát hơi ra ngoài. Cần kiểm tra lại động cơ và gầm xe để đảm bảo sạch sẽ và không có gì bất thường. Hãy mang xe đi bảo dưỡng, thay dầu, bôi trơn lại ổ trục sớm nhất có thể sau khi lội nước, vì nước mưa sẽ gây ăn mòn rất nhanh. Chúc bạn lái xe an toàn, nếu cần mua dung dịch hay dụng cụ gì liên hệ công ty Tahico nhé.